ơn các bạn đã đến với một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Hôm nay chúng ta đã dành một thời gian cho những quá trình các bạn tân sinh viên có một quá trình đăng ký học và nhập học. Đấy, bây giờ thì khi các bạn đã được vào cánh cửa học rồi thì chúng ta cũng có nhiều cái băn khoăn vừa về cái việc trang bị những cái thiết bị cho việc học như nào, rồi đến giáo trình các thứ vân vân. Thì trong đó thì gần như là trong thời đại công nghệ hiện nay thì laptop thì nó cũng là cái vật bất ly thân đối với lại sinh viên của rất nhiều ngành, trong đó có ngành công nghệ thông tin thì là chắc chắn rồi. Ngoài ra thì có một số ngành về mặt các ngành kinh tế, khối kinh tế nữa. Thế thì với cái việc mà thường xuyên phải giao tiếp với một cái không gian lập trình như vậy thì việc sử dụng cái ngôn ngữ lập trình này, rồi là các cái phần mềm chuyên dụng vân vân thì chắc chắn là đối với một sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc là sinh viên ngành kinh tế với lại một số những cái tính toán thì laptop sẽ gần như là những người bạn tri kỷ của các bạn theo suốt các bạn trong quá trình học. Thì rất nhiều các bạn có những cái lăn tăn lựa chọn cho cái việc là khó khăn khi mà lựa chọn các bạn một cái laptop phù hợp. Thứ nhất là liên quan đến các nội dung về cấu hình này, làm sao để phù hợp này. Ngoài ra nó còn cái vấn đề quan trọng nữa là liên quan đến mặt kinh phí, vì chúng ta là sinh viên nên là kinh phí đôi khi nó cũng ở cái mức hạn chế. Thì làm sao chúng ta lựa chọn cho mình một cái laptop nó phù hợp. Thì rất may mắn hôm nay tham gia với cái buổi trao đổi ngày hôm nay của chúng ta thì là có anh Nguyễn Văn Cương, hiện tại là một kỹ sư công nghệ thông tin, đồng thời cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực liên quan đến các cái thiết bị máy tính, đặc biệt là laptop. Ngoài ra thì cũng có bạn Thuận, ông làm sinh viên tân sinh viên K15 ngành công nghệ thông tin của trường đại học Phenica. Thì cũng rất vui là hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một cái buổi trò chuyện tương đối là ngắn như này. Thì xin mời hai bạn. Thì em là Nguyễn Quang Thuận, tân sinh viên của Phenica khóa 15 công nghệ thông tin Việt Nhật 1. Thì chào anh Trung và chào Thuận, anh là Nguyễn Văn Cương, cựu sinh viên khoa K58 của công nghệ thông tin và hiện tại đang làm việc trong ngành lập trình, cụ thể là lập trình web tại công ty ICTS Custom Software. Thì hôm nay rất vui được có mặt ở đây để chia sẻ với cả Trung cũng như là Thuận về cái mà trải nghiệm của anh về chọn lắp một trong laptop. Thì anh cũng có hai người em đang là sinh viên thì cũng đã tương đối nhiều kinh nghiệm trong việc chọn laptop cũng như là nghiên cứu, nó là cái đam mê của anh về cứng nhất. Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia buổi hôm nay. Thì chúng ta sẽ đi vào luôn cái nội dung chính. Thì mình sẽ dưới góc độ là một trong những người đưa những thông tin của bạn sinh viên, thì mình đã nhận được rất nhiều những cái thắc mắc, đặc biệt là các bạn thắc mắc về mặt gọi là trước mắt là về mặt cấu hình chưa đã. Đấy, tức là các bạn cứ gửi cho mình rất là nhiều những cái thể loại máy, cái máy này nó có cấu hình như này như này. Thì rất mong là bây giờ có Cương ở đây thì Cương chia sẻ giúp là bây giờ giả sử đối với một sinh viên công nghệ thông tin thì cấu hình máy như nào là phù hợp, làm sao để đảm bảo được cho quá trình học của bạn mà có như một số cái có mang tính chất là cần thiết không, như kiểu là GPU vân vân, thì cái đấy thì nó có thực sự cần thiết với một sinh viên công nghệ thông tin không. Thì mời Cương có nhiều kinh nghiệm Cương chia sẻ. OK. Với cá nhân em thì không không chỉ riêng gì sinh viên công nghệ thông tin, em sẽ nói chung gọi là cái cấu hình gọi là tổng quan mà cả sinh viên công nghệ thông tin lẫn sinh viên kinh tế đều nên hướng tới. Đó, cái cấu hình để đảm bảo trong vài năm tới đó gì? Nhất là CPU thì phải coi năm thế hệ thứ 8 trở lên. Bởi vì sao là thế hệ thứ 8 bị từ thế hệ thứ 8 trở đi thì Intel đã nhân đôi số nhân số luôn của mình lên từ 4 nhân thành 4 nhân 8 luôn ạ. Thì nó là sự khác biệt về về CPU. Còn nếu mà chip AMD thì sẽ là Ryzen 5 trở lên. Đó, RAM thì tối thiểu 8 GB và SSD thì mọi người thì khuyên là nên có, nhưng mà với em thì là phải có. Vì chúng ta phải có một cái SSD tối thiểu là 120 GB để cài Win, nói nôm na là để cài Win và cài đặt một số cái phần mềm mà mình sẽ lưu trữ cả trực tiếp các cái project ở trong đó, thì khi mình thao tác mình trình cập rất là nhanh. Đó là về cấu hình tối thiểu. Thì còn màn hình thì 14 hay 15,6 inch thì nó tùy thuộc vào cả thẩm mỹ mỗi người nữa thôi. Thế còn đi sâu vào công tin thì chúng ta nói hoàn toàn về máy mới nhé, thì còn máy cũ sẽ là một cái chủ đề riêng. Thì với máy mới trong công tin thì như với những cái em vừa nói thì nó là đủ với cả sinh viên. Tuy nhiên cá nhân với công tin là riêng biệt công tin thì còn hai thứ nữa cần nâng cao và yêu cầu, đó là gì? Thứ nhất là trải nghiệm về bàn phím, thứ hai là chất lượng màn hình. Vì sao? Bởi vì bàn phím là thứ mà ta có hàng ngày, công tin thì nó là code, nên là trải nghiệm bàn phím, hành trình phím sâu rồi là cảm nhận phím như thế nào đó thì nó là thứ rất là cần thiết. Đó thì mình ưu tiên cái trải nghiệm phím tốt này, đó rõ ràng có hành trình phím sâu đó. Và chất lượng màn hình ấy, thì mình cũng như phím tốt, màn hình là cái thứ mà mình sẽ dán mắt vào nó. Sau này đi làm thì như hiện tại bọn em đi làm chắc phải 8 đến 10 hoặc 12 tiếng một ngày nhìn vào màn hình máy tính. Vì vậy cái độ tương phản màn hình, chất liệu thị màu nó phải sắc nét và độ tương phản ấy, nó phải làm ra đây hài hòa để không tránh hại mắt đó. Thì đó là những yêu cầu riêng biệt về mặt cấu hình, tổng quan về về cấu hình của laptop dành cho công ty. Còn về VGA rồi, thực ra thì nếu nếu chỉ chuyên về lập trình, ví dụ như thực ra nên đến năm cuối cùng thì các bạn mới đi sâu trên ngành, thì nếu các bạn nào đó có một cái hứng thú với một cái chủ đề nào thiên về đồ họa một chút 3D, rồi là có những cái giả lập về về UI nặng về văn nặng về đồ họa, thì lúc đó chúng ta mới cần cái sự huy động của VGA rồi. Còn về cơ bản chương trình học tập chung của ngành công ty thì VGA rồi là cũng không cần thiết lắm, thì chúng ta có thể dùng cái kinh phí đó bù vào phần RAM, phần SSD hoặc là hiệu năng CPU. Hiệu năng CPU sẽ cần thiết hơn, bởi vì sao? Bởi vì hiện nay công ty nó phát triển mạnh về AI cũng như là học sâu học máy, thì những cái ngành mà mình vừa nói đó thì thực ra em chưa có trải nghiệm trực tiếp về 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 những cái mà nói, thì em làm về phần mềm web nhiều hơn. Tuy nhiên từ phản ánh các bạn của em cũng như là anh đi trước thì có thể nói là những cái chuyên ngành đó thì cần hiệu năng CPU cao chứ không phải là VGA rồi quá tốt, thế nên là chúng ta nên tập trung vào những cái phần lại. Và tất nhiên nếu có VGA rồi càng tốt thì mình có thể có những cái đam mê về đồ họa và đặc biệt là gaming. OK, đó thì OK, cảm ơn Cương. Tức là mình sẽ cần một cái đầu tiên là về chip, thì chúng ta sẽ phải có một chip i5 đời 8 trở lên đúng không? AMD Ryzen 5 đúng không? Đây nó. Mình có một câu hỏi thắc mắc ở đây cũng thực ra là cũng hơi gà mờ một tí, là giữa cái chip Intel với chip AMD thì theo Cương đánh giá thì giữa hai loại chip này thì nó như thế nào? thì thực ra thời anh em mình là những năm 2013 cho đến 2017 thì Intel nó là cái gì đấy nó rất là phổ biến và gần như là ai ai cũng dùng, nhà nào cũng dùng. Và nhắc đến AMD thì người ta chỉ nghĩ đến gaming thôi, đương nhiên chúng nói là chúng ta chỉ nghĩ đến gaming năm đó thôi. Tuy nhiên từ những năm gần đây, đó là Ryzen series 5000 của trở đi, thì cái hiệu năng của Ryzen nó đột phá hoàn toàn luôn, nó khỏe hơn, nó làm tức là cái bản thân chip AMD là đã đa nhân đa luồng rồi. Vì vậy khi mà cải thiện được hiệu năng và quan trọng nhất là nó có cái bộ xử lý đồ họa tích hợp, thế nên là cái hiệu năng tổng thể của nó
trong trong tất cả các công việc nó đã được nâng cao lên, và bản thân Regen AMD cũng làm rất tốt trong việc là ngoài việc tăng hiệu năng ra thì còn tập trung vào việc là tản nhiệt tốt nữa. Thì tóm lại là cái hiệu năng của AMD những năm gần đây đã được vượt trội. Và nếu mà so sánh về cùng một mức giá, cùng một hiệu năng thì mức giá dành cho AMD sẽ rẻ hơn mức giá dành cho Intel. Tóm lại là chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí hơn nếu lựa chọn cái chip AMD. Thực ra Intel thì nó phổ biến hơn đến còn những năm gần đây, thực ra là chính năm 2021 này đi, cuối năm 2020 và đầu 2021 này, đến bây giờ là cuối năm 2021 rồi thì nó sẽ bùng nổ của những con chip Ryzen, đó những cái laptop Ryzen thấp như kiểu của SC hay là tích hợp với Acer, thậm chí cả Dell thì đã lên ngôi và được rất nhiều các bạn lựa chọn, như là các review trải nghiệm rất tốt. Đó, cái này thì em chỉ nói trên quan điểm kiến thức và xem từ phía các reviewer thôi, còn bản thân thì chưa được trải nghiệm quá nhiều những chip AMD. Em như thế, như Thuận đang dùng chip gì? Dạ, em đang sử dụng con AMD 5. Trước đây thì em có liên quan đến việc stream và việc làm YouTube, thế nên là em cảm thấy là mình nên sử dụng một con AMD, tại vì nó sẽ đem lại một là cái khả năng stream và cái khả năng render video nó rất là nhanh, nó tối ưu thực sự cho cái mảng đấy. Nó render video gấp, nói chung là nó gấp hơn mấy lần so với Intel liền. Về hiệu năng tổng thể nếu mà dành cho sinh viên thì nó không khác gì nhau lắm, nhưng mà dành cho một người mà có liên quan đến việc render tạo video, dùng After Effects, dùng nhiều cái như kiểu diều tác vụ của Adobe thì em nghĩ Ryzen sẽ làm sự chọn tốt hơn cho nó. Ok, cảm ơn. Thế thì đấy là về các cái cấu hình thì nó cũng tương đối là rõ ràng rồi. Chúng ta có một số cái thông số mà cần phải chú ý để quan đến chip. Đến màn hình thì chúng ta theo cảm nhận thì chúng ta nên mua màn hình, nhất là có thể là nó sẽ phải có sự tương phản. Màn hình to thì nó sẽ dẫn đến cái cân nặng của máy nó sẽ tăng, đúng không cơ? Còn tầm 14 thì tất nhiên là thường kích thước độ trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn cái màn hình 15, 16, nhưng mà trải nghiệm nó sẽ giảm một chút. Rồi là về ổ cứng, nó ngày xưa thì là ổ HD, HDD. Bây giờ thì là ổ SSD. Về cơ bản là theo như cảm nhận chung bây giờ chúng ta sử dụng SSD là phần nhiều, đúng không? Tại vì để thực hiện chạy được những cái phần mềm, kể cả ngay do như hệ điều hành SSD nó vẫn phải chạy thường sẽ tốt, mặc dù nó không phải là khuyến nghị bắt buộc phải dùng như vậy. Thì ngoài ra thì mình thấy rằng là bây giờ các cái máy hay có thêm cái GPU, thì không biết là Cương có chia sẻ gì về cái này, và máy laptop của các bạn thì liệu có cần thiết không? Về kinh tế thì mình chắc là cũng có thể không cần, công nghệ thông tin thì mình không biết là có cần thiết không nhỉ? Theo mình thấy thì có vẻ là cũng không cần thiết cho lắm. Để mà nói được trải nghiệm của em đi, trong 4 năm học mới qua thì trước nào em cần đến hiệu năng của GPU cả. Đó, thì sao vì hết năm thứ hai là GPU đã chết rồi. Là đã dùng con CPU onboard suốt từ đó, con i5-4200M thì suốt mấy năm đại học, kể cả lúc làm đoạn tốt nghiệp. Vì thực sự mà nói những cái tác vụ cần của GPU đó là gì, đó là cái mình thì không nói rồi. Và thứ hai là những cái tác vụ đồ họa nặng ở đây là gì, là có thể xử lý 3D đó, hoặc là render video. Tuy nhiên thì trong quá trình học thì nếu mà để học không thì chúng ta không cần đến những tác vụ đó. Và tất nhiên nếu có thì tốt, đó là optional thôi. Thế mà không biết với Phạm như nào? Theo em thì em thấy việc có GPU nó không quan trọng lắm. Thực sự sở hữu một con GPU giờ trên laptop nó sẽ hao pin rất nhiều. Em không thích kiểu đấy, không thích sử dụng hao pin nhiều. Và đa số bây giờ chip đều có tích hợp một cái CPU onboard, thế nên là tác vụ đồ họa của công nghệ thông tin học cũng, nếu như không liên quan đồ họa thì nó cũng không cần đến hiệu năng của GPU. Và GPU nó đúng là chỉ để cho người giải trí thôi, chứ em vẫn chưa tìm thấy trong việc học nó sẽ giúp như nào. Chính xác. Hồi đấy mua là vì anh thích FIFA 23. Nên chọn bản có cả giờ chứ không thì không mua cái GPU đâu. Nhưng mà hiện tại trên thị trường laptop bây giờ thì gần như con nào xuất hiện cũng sẽ có đâu đó khoảng từ khoảng giá 20 đến 25 triệu, cứ từ 19 triệu trở lên là con đấy sẽ có một con GPU, một con GPU luôn, GPU giờ ấy. Thực ra đấy là những cái mà em nhìn thấy thôi, vì những cái con GPU đấy người ta tới đối tượng là những bạn thích thiên về giải trí. Thế còn thực ra mà nói nếu mà làm về chưa về văn phòng hoặc là học tập thì nó có những dòng rất là riêng biệt, ví dụ như Asus ngoài cái ZenBook ra thì có một dòng là ExpertBook, no GPU, biết sao GPU. Dell thì có dòng Dell Latitude, đó rồi nó là dòng cao cấp về phía văn phòng. Tất cả những cái dòng cao cấp đó của các hãng ấy thì nó phục vụ việc học rất tốt luôn, và trải nghiệm những cái thứ trải nghiệm khác đánh được đánh đổi như là hiệu năng này, rồi là mát máy này, rồi là bàn phím này, màn hình nó sẽ được nâng cao lên vì nó không có GPU, nó chi phí bỏ ra mình sẽ được tập trung vào những cái khác. Đó. Bản thân ThinkPad cũng vậy, những con ThinkPad mà không có GPU thì nó rất mát, thực sự nó mát nhất luôn, đó trải nghiệm ThinkPad dòng P của anh. Rồi cũng đúng, mình cũng đồng ý với quan điểm của các bạn về cái chip này, là mình thấy ở trong đại học thì cũng không cần lắm. Mặc dù là bây giờ thì hiện là công nghệ tin nó cũng phát triển, bây giờ có cái lĩnh vực AI thì nó cũng cần nhiều. Nhưng mà về cơ bản về góc độ là học tập thì cũng không cần. Khi mà các bạn tham gia vào các cái lab nghiên cứu hoặc là làm chuyên sâu thì đã có các thầy hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường quá hỗ trợ. Tiếp theo nữa là về các cái hãng máy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là laptop thì có rất là nhiều hãng, từ Dell truyền thống này cho đến Asus, Acer, ThinkPad, Lenovo vân vân. Ngày xưa thì còn có cả Vivo, Sony nữa. Thì theo cảm nhận chung của mình là thấy rằng là việc lựa chọn một hãng máy nó tốt thì vẫn cũng là cái yếu tố quan trọng. Vậy thằng nào sản xuất nó ngon ok thì máy sẽ bền. Còn lại mà thằng nào làm lung tung thì sẽ không ok lắm. Đấy là cũng là cái chia sẻ từ cái trải nghiệm của mình. Ngày xưa hãng máy thì từ trước tới giờ thì người Việt Nam nói riêng ấy thì luôn ưa thích cái tên phổ biến như là Dell, HP. Cho đến thời đại bây giờ thì những cái phụ huynh và phụ huynh lựa chọn laptop online cho con cũng vậy. Câu đầu tiên hỏi là có con Dell hay con HP nó giá như này không? Đó, thế thì đầu tiên thì vẫn phải nói rằng là HP và Dell nó phổ biến thứ nhất là vì thương hiệu lâu năm, thứ hai là vì mẫu mã và sự lựa chọn quá đa dạng, mọi tầm giá luôn. Dell đó thì nhưng những năm gần đây thì những cái hãng mới nổi, thực ra không phải là mới nổi, vẫn là hãng ngày xưa thôi, nhưng mà dạo gần đây thì họ trung tâm vào chất lượng sản phẩm, view sản phẩm, nó thay đổi cái quan niệm của mình ngày xưa. Ví dụ ngày xưa thời anh em mình thì Acer, Asus là cái gì đấy nó rất là gọi là gì, thanh tạ, nói một từ chuẩn nó là thanh tạ đó. Nhưng mà bây giờ thì Acer, Asus, đặc biệt là Asus có những cái sản phẩm nó luxury, là top end đấy, high end thì rất là hoàn thiện rất cao rồi, cấu hình cực khủng đó. Thì thế thì với những cái cấu hình em vừa nói thì
chúng ta sẽ có những sự đánh đổi giữa các hãng với nhau, có sự khác biệt, ví dụ như là chất lượng build rồi là chất lượng màn hình. Và tóm lại thì mình khuyên các bạn đó là tiền nào của đấy, với một cái mức giá nhất định thì chúng ta sẽ có những lựa chọn nhất định trong cái tầm giá thôi, thì không thể mà cứ bảo là từ này tiền mà lại muốn mà đeo chất lượng cao, hoặc là muốn cấu hình này nhưng mà lại vẫn cũng muốn đeo chẳng hạn. Đó thì ý mình nói đây là gì, với mỗi hãng bây giờ nó đều có những cái khoảng giá nhất định cho các bạn, thế nên là lựa chọn hãng nào ấy nó không phải cái gì đấy quá lăn tăn cả. Vì ví dụ như 15 triệu các bạn chọn Acer Asus nó vẫn ok thôi, không có vấn đề gì cả. Mà thực ra 15 triệu nếu mà chọn những con đeo mới ấy, thì nó lại là một sự lựa chọn không được tối ưu cho lắm, vì thực sự chất lượng build của con đeo giá 15 triệu đổ lại mới là không được tốt bằng con Acer Asus đó. Thì nếu mà các bạn chỉ có tìm hiểu thì nên tìm hiểu theo 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 khoảng giá hơn là lựa chọn theo hãng. Thế thì bây giờ mình có một cái câu hỏi lựa chọn thôi, mang tính chất cá nhân dành cho các ba người đây. Bây giờ giả sử chúng ta sẽ có trong tay tầm khoảng bây giờ 18 đến 21 triệu đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính khoảng giá 18 21 triệu, thì nếu đối với các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn máy của hãng nào? Chắc chắn là trong một khoảng giá cố định thì thằng Dell nó sẽ cho một cấu hình thấp hơn so với HP rồi với Acer, chắc chắn đó. Thì theo như giả sử như là Thuận thì Thuận sẽ lựa chọn hãng của máy nào? Nếu là em mà cầm trong tay khoảng 21 triệu thì em chắc là sẽ ưu tiên đi tìm cái slot RAM mà nó còn còn thừa trước đã, để em có thể up lên 16 GB. Đối với một sinh viên thì em nghĩ là cái việc vấn đề như kiểu đi tìm tra thông theo cái thông tin với lại là làm PowerPoint các thứ, thì tất nhiên phải bật nhiều tab Chrome hoặc là nhiều tab trình duyệt, mà bật có khoảng 4 tab thì nó đã ăn mất 4 GB 5 GB rồi, thì 8 GB thực sự là không đủ. Thế nên em luôn muốn lên 16 GB để cho cái đa nhiệm nó tốt nhất. Sau đó thì em sẽ quan tâm đến CPU rồi quan tâm đến màn hình, còn việc phím thì em sẽ dùng phím rời, em đã quen sử dụng phím rời hơn. Hãng nào thì em không chuộng hãng nào cả, bởi vì bây giờ hãng nó em cảm giác hãng nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là họ thiết kế như nào, cái laptop như nào ấy, cái nào nó hợp mắt mình hơn. Có những người thích kiểu hầm hố, có những người thích kiểu đơn giản ấy. Hầm hố thì họ sẽ chọn Asus, MSI hoặc là Acer, thậm chí là có cả Legion 5 cũng đang nổi lên ở cái góc làm laptop gaming gì đấy, nó trông nó hầm hố. Những người đơn giản thì sẽ chọn HP, Dell, đấy là những người như kiểu cũng giống như kiểu là muốn chọn một cái gì nó bền, thì những cái thương hiệu, những cái có thương hiệu sẽ là cái người ta nhắm đến. Nên nếu theo em thì em cũng sẽ chọn một con, em nghĩ sẽ là nếu như có thêm tiền thì lên nên lên Legion 5. Em thích cái thiết kế của Legion 5 hơn Lại tốn tiền so rồi. với thêm chỉ khoảng 2 triệu thôi, 2 triệu. Thực ra cái chia sẻ của Tuấn rất hay đấy, và mình phải nói thật là các bạn sinh viên mới, các bạn học sinh ấy, cũng đã có sự tìm hiểu nhất định về 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 laptop. Nhiều bạn lên phát là hỏi mình luôn, anh ơi con này mà ở đâu bán, và anh ơi con này ở đâu giá tốt, chứ không bao giờ anh ơi mua con nào. Đó, nhiều nhiều bạn bây giờ đã có sự chăm chút như vậy. Cái đầu tiên cái ý về RAM, mình nghĩ Tuấn nói rất đúng, thì RAM ấy phải là có sự nâng cấp, chứ không thể nói là RAM bằng chết 8 GB hoặc RAM bằng chết 4 GB cả. Tất nhiên là có những bạn học bên kinh tế thì RAM 8 GB nó cũng chấp nhận được đó. Tuy nhiên là về công ty thì nên mở rộng RAM, bởi vì anh là có trải nghiệm sát sườn nhất năm 2014 mua con HP Pro Book của 1 4 GB RAM. Thế đến 2016 nó bắt đầu mobile, lập trình mobile nổi lên, và lập trình mobile thì cần giả lập, mà giả lập thì cần nhiều RAM đó. Ngày đó anh phải đi nâng một con 4 GB nữa, và thêm 1,2 triệu năm 2016 rồi thêm SD 1,8 triệu nữa. Tóm lại là cái laptop đấy cộng thêm 3 triệu sau 2 năm đó, thì đó sẽ đánh đổi đấy. Nên là khi mà bây giờ mua 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 một laptop mà có cái sự mở rộng RAM cũng như là ổ cắm ổ cứng extend được ấy, thì là tốt nhất đó. Thế còn hãng nào ấy, nếu mà 18 đến 20 triệu thì em trả lời tập trung một chút, thì 18 đến 20 triệu thì có những con về Asus thì hiện tại có hai con là gì? Asus ZenBook Z407EQ và Z408EQ, con 408 chắc sắp về thì phải. Đó, nó dao động từ 17 cho đến gần 20 triệu. Đó thì là bên Asus. Về Dell thì cũng là lại có hai con cũng thích, đó là con Dell Inspiron 15, 5502 và 5510. Đó, thì thực sự nói những con này thì đang rất là hot, vì sau giãn cách thì hàng đặt cháy hàng luôn. Đó, đó là lựa chọn những con mới. Về HP, không biết là vì lý do gì đó mà em chưa tìm hiểu được mà HP dạo gần đây không xuất hiện nhiều trên thị trường, đặc biệt là trên các group hoặc là những cái kênh reviewer, cái kênh review mà ngày xưa em là một fan của HP. Đó, thì cái này thì chắc là cũng nhờ các bạn tìm hiểu hoặc là đưa ra cái gợi ý cho các bạn khác nữa. Thì HP thực sự là một sản phẩm rất tốt, cũng là từ Mỹ, một thương hiệu Mỹ mà ra. Ngoài ra thì ở bên Lenovo cũng có Lenovo IdeaPad X540 cũng tương đối nổi. Tôi cũng chia sẻ của hai bạn cũng rất là hay và lý thú. Một bạn thì có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn máy, của bạn thì không phải trải nghiệm dùng cũng một thời gian, mình có những cái chia sẻ nó phù hợp. Mình thấy là lựa chọn cái chỗ để mà mua được cái máy tính nó cũng là một cái quan trọng. Không biết là hai bạn thì có cái chia sẻ nào, theo như Cương thì thấy những cái chỗ nào bán thì nó uy tín không? Như mình thì có một cái gọi là ấn tượng tương đối xấu với một số những cái chỗ nói public ra không, thì mình mua thì máy chất lượng cũng 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 kém, khả năng phục vụ sau đó để xử lý thì cũng kiến thức cũng tầm hạn chế với dân của cái đám mà nó hỗ trợ support bảo hành. Không biết là theo Cương thì Cương có kinh nghiệm nào về một số những cái nơi mà nó bán cung cấp máy thì mới mà uy tín hay không? Ra thì mình chia ra làm hai 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 mảng. Thì một mảng là cung cấp máy mới giá hợp lý và nguồn gốc rõ ràng đó, một mảng là hậu mãi đi. Thì khi mình kết hợp hai cái lại thì em có cái success đầu tiên đó là Alphard đó, giá rất là ưu đãi, và thứ hai là chế độ hậu mãi các bạn ok, có vấn đề gì ra thì xử lý nhanh gọn nhẹ. Hà Nội Computer cũng tương tự đó. Thế còn đó là những siêu thị, những cái siêu thị laptop lớn nhất, thì còn có rất nhiều cửa hàng chuyên biệt về laptop ấy. Như Alphard thì ngoài laptop ra thì họ còn về gaming, về gear các thứ nữa. Thế còn chuyên về laptop thì có rất nhiều cửa hàng dạo gần đây mới nổi, cũng như là kết hợp với cả cộng đồng reviewer này và cộng đồng Facebook này, như là ThinkPro này, như là ThinkPro cũng là một của anh Bình Bách Khoa này đó, rồi là laptop AZ đó. Thì đó là những cái cửa hàng đầu tiên mà em nghĩ ra trong đầu. Còn những cái siêu thị điện máy, phải nói thật, các siêu thị điện máy mà không chuyên về laptop ấy, nhưng bán rất nhiều laptop,
mình không tiện tập topic ở đây. Ý của em nói là họ bán rất nhiều thứ, trong đó có laptop, thì cái việc chăm sóc riêng biệt cho laptop của họ không được tốt lắm. Thế nên khi máy có vấn đề xảy ra bảo hành thì chúng ta phải chờ đợi, rồi thậm chí là không được như mong muốn, kết quả không như mong muốn. Ngoài ra thì ngoài những cái làm official to như thế ra thì rất nhiều làm nhỏ lẻ ở khắp Hà Nội luôn, phải đến hàng nghìn cửa hàng không biết đâu. Thì nếu các bạn có những người quen hoặc những người thân quen ở những cửa hàng đó thì tốt nhất là nhờ họ. Đó, không gì khác là thân quen cả, nhiều cái họ cái mình tới cái họ sửa cho, họ bảo hành cho, họ liên hệ chúng ta bảo hành cách nhanh chóng hơn. Đó như chia sẻ gì cá nhân của em. Biết là Thuận thì không biết tìm hiểu gì chưa? À, em thì cũng không có định mua laptop bây giờ, thế nên em vẫn chưa tìm hiểu về một số cái shop. Nhưng mà theo em thấy thì cũng đúng, ví dụ như kiểu một cái số chỗ mà nó bán điện thoại và bán kèm vào laptop ấy, thì em không chắc về cái của nó, cái như cái chuyên môn của họ, mình sẽ phải đợi khá là lâu. Thế nên em đồng tình với anh về cái ý kiến đấy. Em thì có thích, chỉ là có thích thôi. Theo ý kiến cá nhân em sẽ thích ở Xgear ở Hà Nội, hoặc là có một cái là Hiểu đấy. Xgear hoặc là JVN cũng được, nhưng mà JVN thì em thấy như ở trong Sài Gòn nó nổi hơn, thế nên là sẽ bỏ qua vậy. Đúng, bây giờ các bạn có rất nhiều cái chỗ, những cửa hàng mà mang tính chất là như Cương nói là chuyên biệt về laptop. Mình cũng không có nhiều cái kiến thức về cái nội dung đấy lắm. Mình cũng không phải là có cổ phần gì trong An Phát đâu, nhưng mà nên là đồng đồng quan điểm với lại Vân, với lại Cương về cái đấy. Mình cũng rất là tin tưởng An Phát và mua rất là nhiều đồ An Phát, laptop mình mua mấy cái đấy, kể cả cho những người mà mình biết. Ngoài ra thì cũng hay mua của Hà Nội Computer. Còn lại thì những có một số các thiết bị điện tử vân vân, thì nếu mà nó không quá là nói chung là nó mang tính chất ổn định cao thì mình có thể tham khảo thêm để có những khoảng giá nó phù hợp với một số những cái siêu thị cửa hàng khác, như kiểu là Phong Vũ bây giờ cũng mới mở ở Hà Nội, hoặc là bên Phúc Anh thi thoảng cũng có những cái chương trình ưu đãi khuyến mại cũng khá tốt. Thì đấy là những cái cửa hàng mình có thể tin tưởng được. Còn về laptop thì đúng là mình trước nay mình cũng hay mua ở An Phát và nhiều thì, hoặc là một số thiết bị khác nó cũng có cái chất giá cả nó cũng khá là ok đấy. Mình thấy là nhiều cái khoản giá nó ok hơn là Hà Nội Computer. Đấy, về dịch vụ các thứ về sau thì nó ổn. Ok, cảm ơn Cương và Thuận cái chia sẻ. Mình từ nãy giờ mình cũng nói về nhiều cái laptop cấu hình các thứ laptop mới. Bây giờ đến cái nội dung cũng khá là hay. Chúng ta thấy rằng là bây giờ thì sinh viên thì cũng không phải là có nhiều kinh phí, nhiều bạn thì cũng có hạn chế hạn hẹp. Và trong đó thì có một cái lĩnh vực cũng rất là hay, lĩnh vực những chiếc laptop cũ. Đôi khi phần nhiều không hẳn là laptop cũ thì là không tốt, mà đôi khi là nó rất là tốt, nhưng mà do những cái nhu cầu của người chủ sở hữu trước đó của nó thì người ta không cần dùng đến nữa. Một cách khách quan không, người ta cần cái nhu cầu lớn hơn, khi laptop người ta vẫn tốt thì người ta có cái sự chuyển nhượng lại, sang nhượng lại, chứ không hẳn là nó có vấn đề gì đấy. Thì đây rất may mắn trong buổi hôm nay chúng ta có một chuyên gia đặc biệt là về lĩnh vực này, anh Vân Cương, thì rất là mong Cương chia sẻ với các bạn là máy tính cũ thì nó Cương có tốt hay không, và kinh nghiệm nào để lựa chọn một chiếc máy tính cũ mà có cái chất lượng nó tốt nhưng mà nó lại đảm bảo cái mức giá là rất là hợp lý cho các bạn tân sinh viên. Nói về laptop cũ thì nếu mà là ngày xưa khi mà chưa có sự trải nghiệm cũng như là chưa có mối quan hệ để trải nghiệm thì em sẽ không chọn laptop cũ, đó là lý do tại sao em mua laptop mới. Thế sau khi có những cái trải nghiệm nhất định thì em có hai người em ruột đều học đại học, hiện tại năm nhất và năm hai. Thế thì hai bạn ấy đều dùng laptop cũ và đều dùng một dòng đó là Dell Latitude, Dell Latitude của bạn 7470 và bạn 7480 đó. Thì sau khi đó, cái lý do nào khiến em chọn cả hai con laptop cũ này, thứ nhất là về khả năng kinh tế, em không, tức là mình có thể cố được, tuy nhiên mình thấy là con laptop cũ này với giá này nó là sự hợp lý cho việc học của các bạn ấy và là hợp lý với cái khả năng kinh tế hiện tại của gia đình đó. Thì em đã chọn, nó chỉ loanh quanh 10 triệu, 10 cho đến 12, 13 triệu thôi. Tuy nhiên cái cấu hình nó đem lại là gì, là tại thời điểm đó 2 năm trước, 1-2 năm trước nó là i5 và i7 thế hệ 6, thế hệ 7, RAM 8GB và SSD 256, thậm chí con 7480 còn có NVMe cơ, 7070 thì là màn 2K touch cảm ứng đó. Thì nó là những cái sự trải nghiệm không thể có được với cái mức giá đó ở trên laptop mới đó. Thế thì chất lượng của nó làm sao khi nó cũ? Thứ nhất là về ngoại hình, ngoại hình thì tất nhiên cũ thì phải theo thời gian thì nó phải mòn đi một chút, mờ đi một chút. Tuy nhiên quan trọng nhất là cái bàn phím, những cái máy cũ ấy thì chất lượng bàn phím cũng như màn hình nó sẽ được giữ, không bị flex, không bị mờ phím, không bị màn, không bị xước sát dễ quá dễ dàng đó. Thế thì tóm lại là cái laptop cũ ấy, nếu mình chọn được, nếu mình tìm được những nguồn mua tin tưởng và chọn được những chiếc máy mà nó sát với cái đời mà mình, sát những cái năm mà mình đang muốn mua ấy, ví dụ như là 2000 năm ngoái, 2020 đến 2018 thì 1-2 năm thì nó không quá cũ và nó có thể dùng bền được trong những năm đại học, 3-4 năm đại học đó. Thì thực ra thì nói là 3-4 năm thôi, tuy nhiên biết đâu năm tư các bạn bên kinh tế rồi, hay là công ty các bạn đi thực tập đi làm có một chút thì các bạn nâng cấp thì nó là chuyện bình thường thôi. Thì 3 năm thôi là đã ok rồi đó. Thế thì kinh nghiệm mua laptop cũ của em thì đầu tiên là mình phải tìm được nguồn mua, sau đó mình mới chọn những cái chiếc máy mình mua, vì cái nguồn nó tốt thì những cái máy họ cung cấp sẽ ổn. Thế là sau đó mình tìm được nguồn rồi, mình tìm những cái máy họ có thì nếu phù hợp với mình mua đó. Còn không thì lúc đó mình không còn lựa chọn rồi thì mình vẫn phải tìm những máy mới thôi, chứ không nên cố quá những cái máy cũ quá, ví dụ như là 7-4-5-0-6-0 rồi thì thôi, đời 4-5 rồi thì thôi không nên dùng nữa, vì nó chỉ phục vụ văn phòng các bạn thôi. Thế thì em có một số gợi ý cho các bạn bên phía công nghệ thông tin, vì tại vì trải nghiệm của em mình công nghệ thông tin nhiều hơn. Đó là gì, những cái chiếc laptop cũ hiện nay các bạn nên mua đó là gì? Cái đầu tiên nên mua đó là ThinkPad. ThinkPad thì có hai dòng cần nên mua, đó là một là X1 Carbon từ Gen 5 đổ đi. Nó Gen 5 thì nó dùng chip thế hệ 6 thôi, nhưng mà trải nghiệm thì nó rất là ổn. Thì mà nó từ Gen 5 đổ đi đến Gen 6, Gen 7 thôi. Vì nếu đến Gen 8 rồi thì các bạn lại vượt đến hơn 20 triệu thì lại chọn cái laptop mới cho nó trải nghiệm thích hơn đó. Thứ hai là dòng T, thì ThinkPad hiện tại có hai ba dòng các bạn nên mua là từ dòng T 470 cho đến 490. Với mỗi dòng này có một con là 470S và 480S, 490S. Đó là 6 cái laptop ThinkPad dòng T. Thứ hai là Dell Latitude thì đó như em vừa nói là 7480, 90 hoặc là 7390, 7390 thì cũng tốt. Thì, à, những cái dòng đấy thì hoàn toàn các bạn kinh tế có thể dùng nhé. Tại vì sao? Tại vì hiệu năng cho công nghệ thông tin thì hiệu năng cho kinh tế rất ok. Đó, thì các bạn kinh tế hoàn toàn có thể dùng những con vừa nói với họ. Cái HP thì có một cái con mà em cũng rất ưng, đó là con HP Elite MacBook 840 G5. Đó, cũng là chip i5 thế hệ 8. Và ngoài ra có một lựa chọn nữa mà tất cả những giờ chúng ta đều không nhắc tới, đó là MacBook.
MacBook cũ rất tốt cho các bạn làm kinh tế, phải nói là như vậy. Một chiếc MacBook cũ từ 2015 trở đi là có thể dùng được rồi, nhưng 2015 thì khá sâu, các bạn có thể tìm những đời 2017, 18, 19 gì đó, một sự lựa chọn không tồi ở bên kinh tế cũng như công nghệ thông tin. Rất cảm ơn Cương chia sẻ rất là nhiều các cái nội dung liên quan đến laptop cũ. Tóm lại là chúng ta vẫn có thể mua được một chiếc laptop cũ tốt mà giá hợp lý, phù hợp với chúng ta, thậm chí nó còn rẻ hơn nhiều chiếc laptop mới mà chúng ta định mua trong khoảng giá như vậy. Nhưng mà chúng ta phải dựa trên hai yếu tố: một, cái nguồn chúng ta mua là phải uy tín. Ngoài ra thì chúng ta cũng không mua cái laptop mà nó cũ quá, đời nó chỉ nên tầm khoảng 1-2 năm, 3 năm đổ lại đây so với năm hiện tại là phù hợp. Ngoài ra thì thấy Cương chia sẻ về MacBook, đúng là mình thấy là MacBook cũ đối với lại các bạn khối kinh tế xã hội dùng trải nghiệm rất là tốt đấy, nó sẽ đáp ứng đủ được cái nhu cầu của bạn. Nhưng mà về phía ngành công nghệ tin thì mình lại đang thấy hơi lăn tăn một tí. Các bạn học công nghệ tin bây giờ khi vào học bộ 4 năm thì mình làm cái rất nhiều thứ, mỗi môn học đôi khi lại lập trình C này, xong rồi lại đến OP này, xong rồi lại đến lập trình web vân vân. Việc cài thứ đấy trên MacBook là nó cũng hơi khó nhằn, nên là mình cũng qua trải nghiệm khuyến cáo là các bạn nếu mà bạn nào mà không không có sự là chịu đựng nhất định và cần mẫn thì không nên, còn lại thì vẫn vẫn chạy được bình thường, không vấn đề gì cả. Mình cũng dùng MacBook vẫn xử lý được những việc đấy, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn những cái khác bình thường. Đúng không? Thận có câu hỏi gì hoặc cần chia sẻ gì với anh Cương không, hoặc là có cần trao đổi gì thêm không? Dạ thôi, tại vì bây giờ em cũng không cần laptop lắm, chưa cần laptop lắm, thế nên là để một thời gian sau, có gì một thời gian sau em liên lạc lại để Rồi tìm chỗ mua laptop cũ giá rẻ. ok, cảm ơn Thuận. Chỗ mua laptop cũ giá rẻ uy tín thì giới thiệu với Thuận là cái người đang ngồi ngay cạnh Thuận ở trên team này là cái chỗ mua laptop giá rẻ mà rất uy tín. Và anh Cương thì rất chuyên và có niềm đam mê về việc cung cấp những chiếc laptop cũ mà chất lượng tốt. Mình thì cũng có nhắn anh Cương là để sau khi mà cái này đưa cái thông tin cho các bạn tân sinh viên, các bạn nào có nhu cầu mua laptop cũ có thể liên hệ với anh Cương trao đổi một một. Anh Cương lại có nhắn nhủ lại rằng là anh ấy cũng là một người cũng khá khó tính, và những chiếc laptop của anh ấy mang về thì nó gần như là những đứa con của anh ấy, là anh cũng phải gửi gắm với những người mà anh ấy cảm thấy tin tưởng. Đấy, các bạn nào mà có nhu cầu laptop cũ mà cảm thấy gọi là yêu thích thì liên hệ anh Cương, anh sẽ có những tư vấn rất là tận tình. Ngoài việc tư vấn ra thì anh cũng có đam mê là bổ bổ trợ kiến thức cho các bạn. Nếu các bạn có vấn đề gì yêu cầu về cấu hình ấy thì anh thường là đưa ra những cái gợi ý hoặc là những cái câu hỏi mở để các bạn tìm hiểu và đưa ra được cái câu trả lời chính xác cho cái nhu cầu của mình, thay vì là cứ hỏi anh tuy là một người bán hàng nhưng mà anh cũng thích anh không thích tư vấn cho lắm, để các bạn tự tìm hiểu hay hơn. Thôi cảm ơn Cương với Thuận, như vậy là chúng ta đã dành một ít phút để trao đổi rất là nhiều cái nội dung không liên quan đến việc lựa chọn laptop như nào cho sinh viên những cái khối ngành như là công nghệ thông tin hoặc là khối ngành kinh tế. Khối ngành công nghệ thông tin thì nên là laptop nó sẽ cần cái mức cao một chút so với kinh tế, nhưng mà về cơ bản là cấu hình của nó cũng sẽ tương tự như nhau. Các bạn có thể giảm trừ đi một chút là có thể ra được của ngành kinh tế nếu mà trong điều kiện mà tài chính nó không cho phép. Ngoài ra chúng ta đã trao đổi về những cái hãng rồi là cái việc chúng ta mua máy tính cũ thì nó có tốt hay không. Thì rất mong là sau khi kết thúc cái buổi này rồi thì chúng ta cũng có thêm những cái nội dung hữu ích nhờ với các bạn tân sinh viên. Ngoài ra thì cũng rất mong là anh Cương cũng gọi là chia sẻ thêm cho thêm một số những cái danh sách những cái máy mà chúng ta có thể khuyến cáo nên mua trong cái khoản giá như là từ 15 đến 20 triệu thì cũng có thể dùng được. Mình nghĩ là trong tầm khoảng giá đấy là đã dùng được, thì chúng ta sẽ có những cái gọi là gợi ý thôi cho các bạn tân sinh viên. Còn lại thì những cái khoản giá mình nghĩ cao hơn thì hoặc là nó sẽ cũng không cần thiết lắm. Còn ở phía dưới thì thực sự là tất nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình và cái tiềm lực tài chính, nhưng mà chúng ta cũng nên cân đối vì chiếc laptop nó sẽ theo chúng ta rất là lâu và phụ chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là trong cái quá trình mà chúng ta học tập online nhiều, mọi thao tác gần như là qua máy tính. Sau này thì tất cả mọi thứ chuyển đổi số ấy, thì chúng ta phần nhiều là dùng thiết bị học tập là máy tính. Và cảm ơn hai bạn, cảm ơn Cương và Thận đã tham gia cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã nhận lời và chúc hai bạn là trong thời gian sắp tới chúng ta cũng sẽ có những quá trình công tác và học tập tốt, và hy vọng là sau khi Anh Trung cũng như là Thuận đã cho em buổi chia sẻ rất là vui và hữu ích như này. Thì cũng có một cái lưu ý là nếu mà có cái kiến thức nào đó chúng ta bản thân em nhầm nhọt hoặc là sai sót thì các bạn bỏ qua, thì cũng không phải là chuyên gia ngay từ đầu đó. Ok, em thấy nếu mà có cái gì thì thôi bỏ qua, em cũng chỉ gọi là những người tìm hiểu thôi, những người tìm hiểu có đam mê về tìm đam mê về máy móc thôi, chứ không phải chuyên gia sâu về đấy.
Ok, cảm ơn hai bạn, rồi chúng ta kết thúc ở đây thôi. Dạ vâng. Xong rồi, cảm ơn mọi người nhé.